quân này, ép xuống. Để nó khô rồi lấy lên nhá. Chọc xong rồi tí nữa lấy kẹo ăn nhá. Đường này, nay mẹ cho hai đứa chơi trò chơi nhá, làm kẹo đường nhá. Nào cháu đây, cháu lên ghế ngồi. Làm kẹo đường nhá, chơi trò chơi nhá. Đường này, đây là baking soda này. Rồi. Đây là xì bột này. Wow. Anh ơi. Hay không? Rồi chết 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 chết. Chị chết đi. Để mẹ bỏ mấy quân. Nhi. Ui nóng đấy chú. Quan ngồi hóng nha. Từ nào cú ơi. Mẹ xem nào. Một tí nữa nhá. Em nó còn dính nữa không? Hai, hết dính rồi. Hai. Rồi. Quân này. Ép xuống. Rồi. Để nó khô rồi lấy lên nhá. Nào nào, trả lên, trả lên, trả lên. Chưa được. Đợi một tí nữa đã. Đây này, đây này, đây này. Đợi cho này. Đợi cho đây này. Cho đây này.
Ngon không? Trái này, trái này. Để xem có lấy được không nha. Thứ thức. Từ nào? Từ nào? Đây, đây là cái kim này. Giờ mẹ sẽ lấy cái vòng tròn này ra nha. Đây, đây nha các bạn. Mình sẽ lấy cái vòng tròn này ra như trong nào. Xem nó có vỡ không nhá. Mimi, Cucu, lát bạn mẹ cho ăn nha. Chờ tí nữa rồi mẹ cho ăn nha. Chọc này, cô ơi. Đấy, chọc này. Này, đây, mẹ bày cho chọc này. Này, đấy, đấy. Ừ, chọc. Không chơi à? Này, chọc này. Đây, chọc. Chọc nhá. Đây này. Này, kim này. Chọc này. Đứng. Chọc để cho nó ra cái vòng tròn này nào. Rồi, ngồi im nào. Cô muốn chơi học đây. Để cho cô chơi này này. Cho chơi này này. Hai con chọc nhé. Chọc đi. Này này, cú. Cô. Cú. Này. Chơi này. Chọc xong rồi tí nữa lấy kẹo ăn nhá. Nó. Cú nào. Chọc này. Rồi, để mẹ xem nào. Này, quên mi ơi, này. Wow, mẹ lấy được một miếng rồi này. Rồi, ngồi ra. Này, tiếp tục nha. Xem có vỡ không nào. To, được một miếng nữa rồi này. Sắp được hình tròn rồi. Được hình tròn rồi này. Cô ơi, được hình tròn rồi này. Đây, cho hai đứa này, thử cho hai đứa này. Này. Ăn đi. Ngon không? Quên. Để ăn xong rồi đi đâu. À, mẹ con mình chơi xong trò chơi rồi các bạn ạ. Mình được một hình tròn trọn vẹn này. Này, cháu đi này. Cung ở đây, ăn xong rồi đi chơi. Cung. Đi đâu? Chơi với cô nào. Cô tránh.